Xin chào tất cả các bạn, rất vui mừng khi được gặp lại các bạn ở video hướng dẫn hôm nay của mình. Trong hướng dẫn video hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ quay trở lại với các bạn một cái hướng dẫn ở trên Zalo. Những bạn nào mà hay sử dụng Zalo bằng hình thức là các bạn nhắn tin, gọi điện, nói chung là các bạn đa số sử dụng, đa phần thời gian các bạn liên lạc với bạn bè, người thân, công việc qua Zalo mà các bạn lại gặp phải cái trường hợp là không nhận được thông báo, tin nhắn này hoặc là cuộc gọi. Đấy thì rất là ảnh hưởng đến cái việc công việc của các bạn. Ví dụ như nhỡ những cái công việc mà các bạn cứ chờ người ta gửi đến nhưng mà người ta gửi rồi mà nó không thông báo, bị chậm lại, đấy thì rất là mất thời gian. Và hôm nay mình sẽ khắc phục, giúp cho các bạn khắc phục cái hiện tượng, tình trạng là không nhận được thông báo hoặc là bị lỗi không nhận thông báo cuộc gọi trên Zalo nhé, ngay trên chính chiếc điện thoại của các bạn. Những bạn nào mà đang gặp phải vấn đề này thì các bạn hãy theo dõi video này của mình nhé. Rồi, và bây giờ thì các bạn hãy thực hiện theo cái các bước của mình hướng dẫn như sau nhé. Nếu mà các bạn không nhận được một cuộc trò chuyện, đây mình vào Zalo này, nếu mà các bạn không nhận được thông báo, cuộc gọi cũng như là tin nhắn từ cái một cuộc trò chuyện nào đó nhé, thì các bạn hãy kiểm tra trước tiên là cái cuộc trò chuyện của các bạn đã. Ví dụ như một bạn A chẳng hạn, các bạn kiểm tra là các bạn có vô tình các bạn tắt cái thông báo của cái người đó không. Thì nếu mà các bạn kiểm tra bằng cách các bạn sẽ chọn cho mình như sau nhé. Đây các bạn sẽ, đây mình xóa cái này rồi. Đấy, các bạn sẽ kiểm tra như sau. Đây này, các bạn sẽ chọn vào một người bất kỳ nhé. Ví dụ như đây mình chọn cuộc trò chuyện này, các bạn nhấn giữ thôi. Đây này, thì các bạn sẽ thấy ở phía dưới này có cái phần là thông báo cuối cùng này. Đấy thì cái cuộc trò chuyện này vì một lý do nào đó mà các bạn đã vô tình các bạn đã tắt cái thông báo của cuộc trò chuyện này đi, thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình là các bạn chọn là bật thông báo nhé. Đấy đấy, thì vậy là nó sẽ không có cái phần là tắt thông báo nữa, và các bạn sẽ kiểm tra bằng cách các bạn gọi điện cho người đó hoặc là đợi cái tin nhắn của người đó đến xem có ok không nhé. Tiếp theo, sau khi các bạn chọn từng cái cuộc trò chuyện xem các bạn đã bật thông báo chưa hoặc là đã vô tình tắt thì cũng bật lại nhé. Và các bạn sẽ vào cho mình tiếp theo này, các bạn vào cho mình cái mục là đây này, vào cho mình cái mục là trang cá nhân này, các bạn chọn bánh răng cài đặt này. Đấy thì nó sẽ có cái mục là thông báo này, các bạn chọn mục thông báo cho mình nhé. Ok, nó sẽ có rất nhiều những mục thông báo khác nhau, ví dụ như các bạn xem là các bạn có tắt cái thông báo nào đi không nhé. Đây này, ví dụ như là báo tin nhắn từ nhóm này hoặc là nhật ký này, nhắc sinh nhật này. Đấy, đặc biệt là những cái thông báo chung cho ứng dụng là đổi chuông này, rung này, báo tin nhắn đấy khi đang mở ứng dụng, hoặc là các bạn có thể chọn cái mục đầu tiên là báo tin nhắn mới. Nếu bạn nào mà đang tắt cái này đi, đấy, tắt thông báo đi thì chịu nhá, tất cả những cái tin nhắn các bạn nhận đến là không có nhá, các bạn bật lên cho mình nhá. Đó, các bạn chọn vào cho mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần thông báo chung của cái điện thoại nhé. Đây, các bạn chọn cho mình cái mục là thông báo này, vào cài đặt chung nhé. Đấy, các bạn sẽ tìm đến cái mục là ứng dụng Zalo nhé. Đây, Zalo thì nó là chữ Z ở cuối này. Ví dụ như các bạn Zalo của các bạn đang bật đang tắt như thế này nhé, tức là cái thanh thông báo của các bạn đang xám như thế này. Đấy, thì các bạn hãy bật lên cho mình nhé. Đấy, các bạn phải bật lên như thế thì nó mới nhận được thông báo chung, tức là cái thông báo chung trên máy trước. Tiếp theo là các bạn vào cho mình cái mục là ứng dụng này, quản lý ứng dụng ở trong máy nhé. Các bạn sẽ tìm vào cho mình cái ứng dụng Zalo nhé. Đó, các bạn tìm vào cho mình cái ứng dụng Zalo. Đây thì các bạn sẽ, đây mình sẽ chọn là Zalo này. Đây Zalo đây, ok. Trong mục Zalo này thì các bạn cũng chọn cho mình đến cái mục là thông báo này này. Đó, chọn thông báo này này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, mình cũng đã hướng dẫn liên quan về thông báo trên Messenger, nó cũng tương tự như ở trên Zalo thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy là tất cả những thông báo này, những cái nào mà các bạn thấy là ví dụ như hiển thị thông báo này, các bạn phải bật lên, cho phép âm thanh này, cho phép rung, cho phép từ đèn LED đấy, vân vân, hoặc là thông báo nổi. Đấy, thông báo nổi của mình thì mình không đăng không bật thì các bạn bật lên, cho phép thông báo trên máy khóa các bạn cũng bật hết lên nhé, để tránh cái trường hợp là khi các bạn đang dùng điện thoại mà các bạn không dùng nữa, để mà mình chờ mình khóa thì các bạn sẽ không thấy được những cái tin nhắn ở trên Zalo của các bạn nhé. Rồi, thì trường hợp cuối cùng, nếu mà các bạn không nhận được những cái thông báo mà các bạn sau khi các bạn
bật hết những cái tính năng này rồi, bật hết những cái thông báo ở trên cả ứng dụng và cả cái phần máy nữa rồi mà không được ấy, thì các bạn hãy kiểm tra giúp mình xem cái phần cứng điện thoại của các bạn xem nó có ok không, hoặc là các bạn phải khởi động lại cái thiết bị của bạn rồi. Và tất cả các cách trên mình hy vọng sẽ giúp cho các bạn thực hiện và khắc phục được cái tình trạng không nhận được thông báo trên Zalo, không bập chung cũng như là cuộc gọi và tin nhắn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau của mình.